Chúng quê thành bình, sương mưa nắng phủ mình. Đường quê nắng lên, xuyên qua khe lá. Anh ở đô thành, xa hoa. Nếu anh không thích thì về nơi đây có em, tâm lòng sáng son.
do thân còn nghèo ngò lời giờ em cách xa. Nắng mưa bên ruộng đồng bao mùa tay chân lắm le, dám đâu mơ mộng nhiều chỉ cần anh được gần em. Thời xuân thì con gái qua nhanh cũng như mây trời, làm sao đừng tiếc nuối em ơi. Ngoài kia nhiều phù phiếm xa qua có chi chẳng dành, về đây từng nồng dựng xây trọn đời bên anh. Nhờ người mãi mối qua đón em về đẹp tình lứa đôi, tìm hồng áo cưới nên lễ cao cầu mẹ cha sẽ vui. Dù mình nghèo nhưng sống sao trước chung lòng ta luôn tỏ nhau, đời này gian khó qua rồi từ giờ thôi lo buồn đau. Nhờ người mãi mối qua đón em về đẹp tình lứa đôi, tìm hồng áo cưới nên lễ cao cầu mẹ cha sẽ vui. Dù mình nghèo nhưng sống sao trước chung lòng ta luôn tỏ nhau, đời này gian khó qua rồi từ giờ thôi lo buồn đau. Khiến trái tim anh thẫn thờ, chẳng có muôn ngàn mây
mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết duyên hương chung một mái nhà. Cô bác buôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cắt duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấm tim cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng lòng bạc.
cao cao. Bàn rích ở xa xa xa, tơ hồng đang nối tình duyên đôi ta. Thương nhau đã bao năm qua, ta thầm mơ ước nhảy lên xe hoa. Thương em nấn na xinh xinh, thương anh biết lo tương lai. Tơ hồng sẽ nối tình duyên đôi ta. Khi mai khoe sắc đón xuân, là ngày hai đứa đến duyên bên. Vàng nó đậu cành qua mái vàng, mái vàng đón mùa xuân sang, là ngày anh đến rước dâu về làng. Ông tơ sẽ nói duyên mình, duyên tình tươi thắm thắm như chỉ hồng. Chỉ hồng theo phụng theo lông, theo màu áo cưới thắm duyên đôi mình. Ông tơ ông sẽ duyên ta, cùng ông vô tập nhà gái. Hôm nay là ngày đại kiếp, nhằm ngày chuyên biệt nước hiệp, được sự đồng thuận của hai cháu Như Quyền và Hoàng Nghĩa, được sự tác hợp của cha mẹ hai bên, cùng với sự chứng kiến của thân tộc hai họ. Đặc biệt hai cháu đã thực hiện đúng quy định của luật pháp về luật hôn nhân, điều 9 phản 1 phản 2. Do đó gia đình quyết định tổ chức làm lễ đính hôn cho hai cháu Như Quyền và Hoàng Nghĩa. Trong ngày lễ hôm nay, chúng tôi mang đến tất cả gồm có 12 mâm, trong đó có một đôi đèn long phụng hòa minh, tượng trưng cho sáng soi đường tương lai hạnh phúc của tuổi trẻ. Mâm thứ hai là mâm chầu, mang hai ý nghĩa rất quan trọng. Ý nghĩa thứ nhất là lương duyên túc đế, ý nghĩa thứ hai là lộc tài. Còn lại gồm có rượu trà, bánh trái. Trước là trình tương lễ để cúng tổ tiên ông bà. Sau đó chúng tôi trân trọng mời thân tộc hai họ dùng lễ thảo để chúc mừng ngày lễ đính hôn cho hai cháu. Vậy chúng tôi mạn phép kính trình phần lễ và lộc này đến quý tộc họ nhà gái vui lòng chấp thuận cho. Xin ý kiến trưởng tộc nhà gái. Tôi xin đại diện cho họ tộc nhà gái chấp nhận cái phần lễ nhập gia của họ tộc nhà trai. Tôi xin thông qua là một mâm lộc, hoa thường có 10 mâm, rượu trà bánh trái. Trước là xin phép cúng bà gia tiên, sau nữa đại thân tộc hai họ cũng như là quý của khách có mặt trong ngày lễ đính hôn hôm nay. Đó là phần lễ nhập gia, xin các bạn nha. Và cũng cho phép treo liễn luôn. Và xin mời tổ. Và tiếp theo, để thực hiện truyền thống lễ nghi của dân tộc Việt Nam chúng ta cũng như thực hiện truyền thống của ông cha, chúng tôi mạn phép kính trình lễ giáng đôi liễn. Mời một đại diện của họ nhà gái hướng dẫn cho chúng tôi vị trí giáng đôi. Chị Ngô Hồng Son, ấp Thị Tường A, xã Hương Mỹ, cái nước Cà Mau. Anh chị có tổ chức cái lễ đính hôn cho con gái cháu Ngô Như Huyền và cháu Sánh Duy cùng cháu Nguyễn Hoàng Nghĩa, con ông Nguyễn Văn Hết và bà Trần Kiều Mến, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau. Song song bên cạnh đó thì anh chị có mời bà con thân tộc đến dự lễ cái lễ đính hôn, đó là phần tuyên bố lý do. Và trước khi vào buổi lễ, xin trân trọng kính mời chỗ anh Hết và anh Ngô Công đốt sáu nén hương cho bàn thờ gia tiên. Xin trân trọng lên chúc mừng, xin trân trọng kính mời hai ông chuẩn bị lên đây nè. Xin trân trọng lên kính mời nam là con đồng, nữ là con hồng.
nhưng mà cái linh hồn cũng về đây hòa quyện trong cái làng khói hương nghèo để chứng kiến ngày đính hôn của cháu. Cháu chú ý, nhất bái nghiêm cúi đầu, nhị bái nghiêm cúi đầu, tam bái nghiêm cúi đầu, tứ bái nghiêm cúi đầu. Thôi chú kêu phụ tắt đôi đèn nhỏ đi. Con quay ra làm lễ ông bà hiện tại như nội ngoại chú bác cô cậu mọi gì họ tập nhà gái ra bằng hai lễ cúi đầu. Cháu chú ý, nhất bái nghiêm cúi đầu lần thứ nhất, nhất bái nghiêm lần thứ hai nghiêm. Thôi bây giờ tới phần dân vụ là mà chú nghệ phụ đâu à? Thứ bảy chắc hả? Có dư dư gót đây nghe nghe. Cứ mời ông nội ông ngoại đó, bà mày đó mà nhận hai vụ biết đây là cháu. Rồi đây kêu sao, đây kêu sao? À bà gì? Đó là bà cụ lớn quá rồi, đang đang cảm rồi cô dài rất dài xuống rồi. Đó là gì? Đi đi bà nghĩa rồi. Rồi để các bạn tiếp theo là bà cô với bà Thiến. À, bữa nay là biết mặt cháu rể luôn ha. Trời ơi, chú chơi chú muốn uống đi cái mượn đi cho góp cho dành cho cái cụng với hai cái hỏi cụng với hai cái. Trời ơi. Trai kìa, trai. Đây là trai luôn hả? Bên đây cái đó. Nè mắt. Ủa luôn đó, thấy cao rồi. Hết rồi đó, hết rồi còn ai không? À, kính thưa quý vị, cái phần dân rượu cho họ đập nhà gái đã xong. Tiếp theo xin trân trọng cái lời chị Hồng Son đó dẫn cháu Như Quyền ra bên ngoài để chào hỏi thành đập họ nha. Ta đã gặp nhau đó chính là duyên, cuộc đời này mấy khi gặp được người thích như vậy, duyên đã đẹp đôi thế nợ cùng sẽ có thôi. Vậy thì hãy nắm tay mình cùng xây đắp tương lai. Em chờ ngày chi, đừng nhiều nghĩ suy, gặp được người hiểu nhau môi sẽ luôn nở nụ cười. Hãy nắm chặt tay anh ngay từ giây phút này, ta sẽ đi với nhau. Còn chú ý, nhấc bái nghiêm cúi đầu. Thôi xin trân trọng kính mời họ đọc nhà trai. Chú lễ anh ra bước lên để thông qua cái cho nữ trang cháu gì đấy, xin trân trọng kính mời anh ạ. Kính thưa ông chủ tàu cùng chú tàu, trong cái buổi lễ đại đa khoa hôm nay, cha mẹ chồng có tặng cho cô dâu và coi như một đôi bông, một chiếc lắc, một cây kìm, một sợi dây và một cây khâu. Cũng kính trình để quý tộc được biết. Bây giờ mời mẹ chồng từ từ bước lên đây và để tất cả những món đồ ra. Gặp nhau đó chính là duyên, cuộc đời này mấy khi gặp được người thích như vậy, duyên đã đẹp đôi thế nợ cùng sẽ có thôi. Vậy thì hãy nắm tay mình cùng xây đắp tương lai. Em chờ ngày chi, đừng nhiều nghĩ suy, gặp được người hiểu nhau môi sẽ luôn nở nụ cười. Hãy nắm chặt tay anh ngay từ giây phút này, ta sẽ đi với nhau, phiêu du đến cuối chân trời. Ta sẽ yêu mãi yêu, rồi ta sẽ thương mãi thương. Hạnh phúc đó em sẽ mãi có, mọi gian khó cứ để anh lo. Trời đã ban duyên, kiếp này chẳng có kiếp sau. Mình đừng lạc mất nhau nhé em. Ta sẽ yêu mãi yêu, rồi ta sẽ thương mãi thương. Anh xin hứa trọn đời sẽ nguyện mãi mãi chỉ có em thôi. Hạnh phúc trăm năm, pháo hồng ngày mình kết đôi. Ta trọn vẹn chữ duyên nợ thôi. Ta sẽ yêu mãi yêu, rồi ta sẽ thương mãi thương. Hạnh phúc đó em sẽ mãi có, mọi gian khó cứ để anh lo. Trời đã ban duyên, kiếp này chẳng có kiếp sau. Mình đừng lạc mất nhau nhé em. Ta sẽ yêu mãi yêu, rồi ta sẽ thương mãi thương. Anh xin hứa trọn đời sẽ nguyện mãi mãi chỉ có em thôi. Hạnh phúc trăm năm, pháo hồng ngày mình kết đôi. Ta trọn vẹn chữ duyên nở thôi.
hạnh phúc trăm năm, pháo hồng ngày mình kết đôi, ta tròn vẹn chữ duyên nợ thôi. Hạnh phúc trăm năm, pháo hồng ngày mình kết đôi, ta tròn vẹn chữ duyên nợ thôi. La 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 la. Chú Nghệ là đưa bàn tay ngọc tay ngà là đã trang điểm như món đồ đã xong. Bây giờ đến phần là cô dâu sẽ coi như là ra mắt đến thân tộc ở bên nhà trai. Mà nhà trai thì đông lắm, cô dâu cố gắng nhớ nha. Bây giờ là coi như thế này, bây giờ có bông để xuống đi. Và chú Nghệ cầm cái này và cái nhạo đi theo. Rót rượu đi tới đâu thì cô vô bưng rượu mời nha. Bây giờ bước đầu qua bà thím trước nè. Cô vô trăm năm hạnh phúc. Trăm thím ơi. Rót ít ít thôi trời ơi, rót dữ. Rồi bây giờ quý vị ơi, cũng như là nhớ bạn á, bây giờ để ghi cho con sao trà trước đi. Con sao trà làm chung mời bác sắp gái. Rồi mời hai bác cầm chung. Dạ con cảm ơn bác. Mời hai bác ơi xây ra chung chung con hai bác ơi. Dạ con cảm ơn. Rồi mời bác con gái. Rồi bác tắm trai bác tắm gái. Ba cười lên ơi. Ở bên còn ai, mấy bác bên nội ngoại, bên nội hết, bây giờ tới bên mẹ. Rồi, có thơ giáo đặng. Bác mẹ. Đứng lên, con đứng lên tặng quà. Đứng lên, tặng quà cho đẹp tôi. Rồi, đổi bên đi chú kể, qua đây chú kể. Để cho cô nhìn bức quà rồi. Rồi, nhìn cho con xin tấm hình luôn cô chú ơi. Tự quà tặng cho cô dâu bằng 1.000 đô, xin mời đại diện bước lên trao cho cô dâu. Chị hai chị hai cản chung để chúc mừng cho tụi con trăm năm hạnh phúc. Cản chung chị hai ơi. Chị hai nhắm thôi. Chung. Chị hai tặng cho con. Cái gì? Dạ cái mừng con trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn chị hai. Mở tư. Cậu tư mở tư. Rồi cái nào cứ mời cậu. Rồi cậu mở ôm phun nhau một cái luôn à. Rồi mấy con nè cô ơi. Nói chung hút cái tọt luôn. Rồi có chút xíu mấy con đi. Từ từ. Rồi vô nhau. Cái gì phải uống hai chung á. Rồi. Rồi dì Sáu. Giờ trợ giúp con mời luôn. Ăn chung. Mời dì Ưng. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc thành đạt. Dạ, cảm ơn nhiều duyên. Rồi có tặng quà. Tươi lên nha, tươi 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 nha. Chúc hai cô trăm năm hạnh phúc á. Dạ, rồi cậu. Cậu mở cũng chung chúc mừng cho cháu. Rồi cậu ôm mở hôn cái. Đúng rồi. Rồi. Tình cha rộng lớn, tình mẹ bao la, muốn báo công ơn giữ gìn tử đức. Bây giờ cô dâu sẽ kính chung rượu mời cha chồng. Mời. Chung rượu thứ hai. Mời mẹ chồng chung rượu thứ hai.
Rồi chúc ngủ này là hai con chúc mừng sức khỏe cha mẹ và cha mẹ cả chung để chúc mừng hai con trong năm hạnh phúc. Xin mời cười lên vui vẻ có vào nhà với. Dạ cô dâu bưng hai tay kính mời, cô dâu bưng cái nắp lại, chú rể sẽ hai tay bưng chung ngủ kính mời cha vợ. Rồi chú rể sẽ bưng chung ngủ kính mời mẹ vợ. Rồi bưng cái nắp cho cô dâu kính mời mẹ chồng. Đây là một hình ảnh rất đẹp trong cái ngày lễ Đại Nam Hoa hôm nay, để thể hiện bằng tình cảm trân trọng, bằng tinh thần đoàn kết bảo vệ tình thương yêu cho con cái. Rồi mời tất cả cùng nâng chung. Chưa, còn ngồi tại chỗ chưa cho đi. Rồi ông xui, hai ông xui chồm lại luôn giùm con luôn. Chặt cái tình thông gia với anh Ngô Công và trước cái bàn thờ ông bà chú tiến cũng như là tất cả hai họ và cũng như là quý vị có khách có mặt trong ngày lễ đến hôm nay. Để là coi như ngắn thời gian một xíu tại giờ sáng giờ cô bác còn đâu cũng mệt rồi. Do đó là coi như họ nhà trai sẽ làm hết chương trình ngày tháng lễ rước dâu. Thì ngày tháng lễ rước dâu là ngày mùng 4 tháng 11 giờ hành lễ từ 8 đến 9 giờ sáng. Kính trình đến quý tộc được biết. Phần trình lễ đã xong rồi, bây giờ xin trao quyền lại cho chủ lễ nhà gái hướng dẫn cái nghi thức mong chồng và sau đó kết thúc. Xin chân thành cảm ơn ông Tiến ở đại diện cho họ tập nhà trai vừa giới thiệu thành phần cho cháu được biết sau. Và cái phần tiếp theo thì tôi cũng xin đại diện cho họ tập nhà gái và cũng xin thông qua thân đồng anh họ như thế này. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay và được phép cho cháu Nghĩa và cháu Như Huyền được kêu cha, kêu mẹ, kêu ông, kêu bà. Cái phần này là cho phép trước thân đồng anh họ nha. Bữa nay cho phép kêu luôn. Và phần cuối là cái phần cái mong chầu này là có duyên nợ của hai cháu mong đọc và cho hai cháu được phương lên trong. Một lần nữa xin mời quý vị trong ngày dỗ hai thật lớn chúc quý vị thành công trong ngày dỗ hai. trai tài đại sắc họ hàng
theo chào. Tiếng tôm đó à. Ơi ơi họ ơi, dòng sông bên nước đợi chờ, sắc son tình phu thê trọn đời ta mãi bên nhau. Cảm ơn bà Nguyệt ông Tơ đã sẽ duyên cho hai đứa mình. Tình mình đã là tình phu thê, mãi một lòng muốn mặn ở cái mặt từng cái xé miệng luôn á. Cảm ơn mẹ cha hai bên đã cho chúng con thành đôi. Anh ơi duyên nợ đôi ta đã chín mùi thì mình cưới liền tại luôn đi em. Không rằng đám cưới vui thiệt là vui, hai nhà không có quen ở đây đã thành xui và chú rể cô dâu trai tài. Chờ ngày người ấy đồng ý, không biết xa như thế nào. Một mình cười thầm từ sáng đến tối, bóng dáng em mơ muôn nơi, đi vòng tâm trí không thôi. Trong tâm trí thôi. Rồi người ta không đồng ý, không biết xa như thế nào. Có thể nằm nhà xa ăn cha uống, nước mắt như suối cứ tuôn, con tim bé bỏng tổn thương. Được chân thành làm người đi đồng mình
trong niềm thơ ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngông, bay chim lá cây khắp phương tìm nhau. Ai đồng ai đem hết bao cho xa hôm. Hồi mưa thu đã du biết mắt, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Nếu có biết ở nơi nào không có lá nào trông như lá diêu bông. Hay diêu bông ai hay diêu bông, mình chưa hết tôi phải tìm sao. Vì mai ta đã đi lấy chồng. Nhưng hôm nay đi trong mưa, thế nhưng mà vườn cũng không phá cường. Để cho mưa lắng la hơi thấm trong đi cây ước trong năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu bay chiến. Phải nói thực hiện truyền thống lễ nghi của dân tộc Hà Long ta. Đi thưa về trình đó là trách nhiệm của người Hà Long ta nhằm để bảo lưu giữ truyền thống văn hóa Việt Nam ngày càng đậm đà bản sắc dân tộc. Do đó hậu lễ thì chúng tôi đã nhập gia. Bây giờ tiên lễ chúng tôi đã nhập gia, bây giờ hậu lễ chúng tôi từ giả cứu được rồi về. Như vậy bây giờ chúng tôi tiến hành thực hiện hậu lễ. Bây giờ mời ông bà chủ hôn nhà trai đến thăm hương chứ không được. Lại được á, ông ta tiến hơn là chú dĩ á. Rồi, cảm ơn là nhị lễ cuối đầu, tam lễ cuối đầu và tứ lễ cuối đầu. Mời quý vị quay trở về đoàn tập. Kính thưa ông, buổi lễ cùng với tập thầy đã. Tôi có mặt trong buổi lễ hôm nay với tinh thần trách nhiệm là người thực hiện nguyên thức lễ của học tập nhà trai đối với học tập nhà gái. Chúng tôi hết sức vui mừng vì đến đây được ông tu lễ và quý tập họ nhà gái đã dành cho chúng tôi một tình cảm hết sức thân thiện và nồng hậu. Trên tinh thần hợp tác để cho buổi lễ Đại Đông Hoa được thành công tốt đẹp, chúng tôi tỏ lòng tri ân và nhớ mãi và nguyện mang những hình ảnh đẹp nay trở về quê hương Tân Thành làm hành trang trong cuộc sống. Và những lời chúc thân tộc hai họ dồi dào sức khỏe, chúc tất cả quý vị ở các nước bao giờ cũng tròn vẹn ước mơ. Và đặc biệt chúc cho ông chú lễ bao giờ cuộc sống trọn vẹn bên người mình thương yêu nhất cho thành chúng ta. Cảm ơn anh ruột nha. Và trước đi về, xin thay mặt ban tổ chức xin chúc cho thái đoàn thân tộc anh họ cũng như là thái đoàn họ nhà trai trên đường về tự lộ bình an. Và cũng như là chúc cho quý vị có mặt trong ngày lễ đến hôm nay làm ăn phát tài đầu năm tới cuối năm. Xin chân thành cảm ơn, xin cho một chàng vỗ tay thật lớn ạ. Chủ lễ đây, có ai ly rượu ở đâu rồi? Bằng một chung rượu nghĩa tình, tai ngân chung rượu nghĩa tình, rượu thôn nghĩa cả rượu nồng tình thâm. Anh em mình cùng chủ lễ với nhau, cạn chung tâm sự hẹn ngày mùng 4 tháng 1 gặp lại nhau. Vô! Vỗ tay! 4 tháng 11. Xin cảm ơn. Bây giờ kỷ niệm ngày vui đẹp lứa đôi, xin chúc hai con tròn nguyện ước trăm năm bền vững bạc mái đầu. Và hai con nên nhớ rằng cưới em từ thở tóc hãy còn xanh, đến khi tóc bạc vẫn xanh cuộc đời. Nên nhớ đó là coi như vấn đề xây dựng hạnh phúc hôn nhân đến trăm năm ngàn năm, nghe không? Nhớ không? Mới có khỏi là không nhớ là không được nha. Tôi thì bên bà họ con gái, tôi cũng có đôi lời chúc hai ông chủ lễ được khỏe, làm lễ hay quá, chúc cho cháu đồng, thương cháu đồng được nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt, cưới dâu về giàu luôn nha. Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm. Người ơi chạy cùng bạn em bước đi lòng anh xin sao. Này người ơi xin dừng bước cho anh đọc mấy con đường chìm cho. Này nhà bé ở đâu cho anh xin tiếng em chung. Ơi không quên gì anh sao tự nhiên đi cùng hơn. Biết chỉ nhà người ta xin dân xa nhìn em lối đi. Mà nhà em thì là khó em ơi.
sao anh yêu em yêu thật lòng mà. Ngày đầu khi mới gặp em anh như người say quên lối về nhà. Không phải sao anh em tin, anh em nghe anh nói. Không biết làm sao khi ta quên đau bao ngày xuân. Mà ngày chỉ thấy người ơi sao không cùng nhau sẽ vượt chiều. Nhà thì không đến rồi thôi, xin chào anh. Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta đang tìm đắm. Với áo dài tung tăng em bước thì lòng anh xí xa. Này người ơi xin đừng cố cho anh đang mấy cung tình chuyện cho. Này nhà bé ở đâu cho anh xin tiếng em chung buồn. Ôi góc mấy gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng. Ý chỉ nhà người ta xin xin ra những em nói đi. Mà nhà em thật là chẳng biết làm sao anh yêu em yêu thật lòng mong. Ngày đầu khi mới gặp em anh như người say quên lối về. Thật là yêu sớm về sao ai đèn tin ai đèn nghe ai nói. Thật là chẳng biết làm sao khi ta quên đã bao ngày rồi. Và ngày khi thấy người ấy sẽ không cùng nhau sẽ bước chung đường. Nhà thì cũng đến rồi thôi, xin chào anh mai gặp nhau. Cho lòng ta đang tìm đó. Với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh chính sao. Để người ơi xin những bước cho anh lòng quen cũng được chuyện cho. Để nhà bé ở đâu cho anh xin thấy em chung. Ơi có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng nữa. Ôi chị xin nhà người ta xin danh ra nhà người ta. Ơi lòng dưới lòng em đi trái tim này. Thật là chẳng biết làm sao anh yêu em yêu thật lòng mà. Ngày đầu khi mới gặp em anh như người say quên lối về nhà. Làm yêu sớm về sao ai đèn tin ai đèn nghe ai nói. Thật là chẳng biết làm sao khi ta quên nó bao ngày rồi. Mà ngày chỉ hỡi người ở sao không cùng nhau trên bước chung đường. Nhà thì không đến rồi thôi, xin chào anh mai gặp nhau. Làm sao khi yêu em yêu thầm mà. Ngày đầu khi mới gặp em anh như người chạy luôn lối về nhà. Chào anh phải gặp chào anh nhà. Mai xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn thấy em từ nay thánh thơi. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Thôi cứ như cho qua năm sau đấm cứ liền tay đó này mùng hai quay. Em ơi em mở đầu anh mang chồng cao qua bước nhau luôn. Quay để ta sang giàu mà xa to tình đồ đau muôn. Tâm thế sẽ bằng đồng yêu thương lắm mình. Vậy thì còn chần chờ chi nữa. Mình bên nhau trên tơ hôm nay nói tìm mất thứ gì. Người chiều anh đi anh sẽ được nhớ nhiều. Đời con đang đó em chẳng chi phải lo. Vì mình đương nhau nên nghe thơ hồng đại nói thành đôi. Vui hơn khi về gia đình mình nghĩa tình. Tin tốt cho lần cuộc đời đông xa thế. Chính những cô gái hay đưa về bên có gái bên sông, nhà em gần đây làng bên cách
cùng qua nhà nhau ngày mùa tung tăng. Tình yêu trẻ con hồn nhiên ta không biết gì. Thời gian dần trôi thật nhanh thấm thoát thôi đưa. Còn đâu ngày xưa bình yên giống trời tám ngày. Giờ em càng lớn càng xinh mất biết lòng lành. Mẹ cha thường hay bảo em từ nay chồng. Ngày mai mình cưới nhau đi cho quê ta nức tiếng cười. Người đi đào xóm cuối xóm rộn ràng đám cưới bên sông. Ngày mai mình cưới nhau đi ta bên nhau đến suốt đời. Mặc cho đời lắm sóng gió mình cùng nhau dẫn tay qua. Ngày mai mình cưới nhau đi ta xin thêm may nhóc thì một gia đình nhỏ ấm áp. Cần gì hạnh phúc đâu xa. Ngày mai mình cưới nhau đi ta yêu thương đến lúc già. Biển xanh dù có hoa đá thì tình ta chẳng vội phai. Chẳng vội vàng.